chào mừng tất cả anh em đến tới kênh YouTube Thông Quay Lóc, kênh giải trí. Hello tất cả anh em nha. Bữa nay mình với mấy người em với mấy ông mấy bà chị đi bắt cá cạn. Bắt cá cạn này thì nó ở Hóc Môn, Tân Thế Thôn Hóc Môn nha cả nhà. Thì sáng sớm thì mình với mấy anh em với mấy người chị đi ra ngoài ruộng nè, bắt mấy con cá cạn ngoài đây. Thì có gì cả nhà mình đón xem nha. Bữa nay thì cũng trời cũng hơi nắng, nhưng mà nước thì nó cũng cạn rồi. Do trời mưa lớn thì nước nó ngập. Giờ thì tháng này tháng nắng mà nước nó cạn, giờ đi bắt cá cạn thì với mấy chị em với mấy ông anh vòng vòng ở ngoài ruộng á, bắt cá rô rồi cá sặc đồ này kia, có còn nào bắt con đó. Thì có gì cả nhà mình đón xem. Bữa nay thì mình với mấy người chị với mấy ông anh này bắt được nhiều cá hay không nha. Mình xem bà chị mà bắt cá cạn, mà bắt cào, bắt cấu với sình á, mà cá nó thì nắng quá cá nó lủi với sình, nước cạn quá cho nên nó lủi với sình á, mà hai bà chị bắt cào cấu, còn ông anh thì lui khui bắt mấy con cá với sình, nhìn nó cũng vui chứ bộ. Mà mấy bà này cũng vét cũng dữ thiệt, sát bờ sát cạn như nước luôn mà cào cấu với sình mà cũng có cá nữa, cũng hay. Cái đường nước này lúc trước là mưa lớn nước cũng mênh mông luôn, mà bây giờ nắng quá rồi nước nó cạn á, rồi cho nên nó giờ nó còn mấy cái hộc nước vậy á, rồi mình đi lùa lùa vớt vớt vậy có cá. Còn nắng quá thì cá nó chui vô mé bờ, nắng quá cá chui vô mé bờ, chui vô cỏ nằm, giờ mà hết nước rồi nó cạn nó dính đó luôn. Cho nên là mấy bà chạy thì biết, thì mấy bà cào cấu thì có thôi, chứ gặp mình là thua rồi. Đưa mình mà cào cấu cái đó chắc chết quá, không biết chỗ nào có cá, chỗ nào không có cá. Thì cá nó cũng nhiều lắm. Để cái gì cả nhà đón xem mấy chị em mình thống kê lại, tới chiều chưa chưa gì đó thống kê lại coi được bao nhiêu cá nha. Cái gì cả nhà đón xem tiếp theo nha. Bây giờ mình thống kê lại buổi trưa nha. Mình bắt từ sáng giờ tới trưa rồi đó, thì được nhiêu đây cá à. Thì nước tính thì chừng cỡ khoảng 20-30 kg vậy thôi, hai mấy 30 kg cá vậy à, ít à. Còn là cá cạn, cá rô với cá sặc không à. Giờ mấy bà chị thì lo tranh thủ với nhau lựa đồ cá này cá kia ra. Rồi cá rô theo cá rô, cá sặc theo cá sặc. Rồi có mấy bà chị thì có mấy bà chị mấy đứa em thì nó live stream đồ này kia, nó gọi điện thoại rồi nó mừng quá chia sẻ cho người này người kia biết bữa nay bắt nhiều cá như vậy. 1 giờ nữa nè, 2 giờ là 1 phao nè, 1 phao nữa nè, 1 phao nữa nè, có không điện không. Thank you.
Rồi mình cũng thống kê, cả nhà cũng xem cũng thấy rồi, có gì là hẹn cả nhà những clip sau nha. Có gì cả nhà cho mình một like, một share, một đăng ký để ủng hộ kênh, giúp cho kênh càng ngày phát triển thêm. Rồi Thông Blog xin kính chào tất cả bà con nha.